Thưa bên đây, xin chào các bạn. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Janina Simulator. Chắc là các bạn sẽ thấy là dạo gần đây mình ra khá là nhiều video về Janina Simulator. Đó là bởi vì có nhiều thứ mình cần phải làm thì mình mới ra được video nha. Có rất là nhiều bạn cứ thúc mình chơi nhưng mà bởi vì không có cái gì hết cho nên mình không chơi được. Rồi, thì có vẻ như là mỗi lần mà ra phiên bản mới thì Janina Dev sẽ gặp phải những cái lỗi và vì vậy phải ra phiên bản liên tục để sửa lỗi. Thì hôm nay chúng ta có phiên bản 22.2022. Nhưng mà ngoài những cái sửa lỗi ra thì nó còn thậm chí là có thêm được những cái mới nữa. Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra những cái mới đó nhé. Rồi, trong tập trước thì có những bạn là bảo là mình phải để thật nhiều túi rác thì học sinh mới nhặt. Nhưng mà mình nghĩ không phải như vậy đâu. Bởi vì khi mà chúng ta thử nè, đây mình sẽ thử quăng một cây gậy xuống đất cho các bạn xem nhé. Nếu mà học sinh nào mà nhìn thấy cây gậy này chắc chắn là sẽ tới nhặt cây gậy và đem cái cây gậy này trả về chỗ cũ. Này, đây. Tức là vấn đề không nằm ở chỗ đó. Mình nghĩ chắc là như vậy thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng đúng những cái item này cho các bạn xem nha. Đầu tiên hết, tạm biệt chị gái Lâm Dương. Nói thật là dạo đây bên thành chị gái Lâm Dương khá là nhiều. Bạn nào mà fan của chị ấy thì thông cảm cho mình chứ. Tại chị ấy ở cái chỗ này cũng khá thuận tiện cho mình. Rồi, đầu tiên hết là một là chúng ta sẽ sử dụng cái túi rác này để chùm chị ấy luôn cũng được. Nhưng mà túi rác như thế sẽ khá là bự và khá đáng nghi. Ngay cả mình là một thằng không có não thì nhìn vào cũng thấy là khá là hồ nghi rồi. Bởi làm sao mà có cái túi rác to như vậy mà còn cái hình giống người nữa. Rồi tiếp theo là cái cách sử dụng cái tấm bạc này. Rất là đơn giản thôi. Các bạn phải làm sao đó cho những cái bông hoa anh đào nó không tung tóe ra bên ngoài. Đó thì các bạn mới chạy cái này xuống để mà chúng ta thực hiện cái hành vi sử dụng cưa. Như thế là sẽ không bị gọi là văng bất kỳ cái gì ra bên ngoài cả. Đây, bây giờ mình sẽ làm thử luôn nha. Rồi, như các bạn thấy là ở đây có rất là nhiều túi rác nhưng mà nó không có bất kỳ một cái hoa anh đào nào thoát ra ngoài cả. Và chỉ có trên người của mình là nó dính đầy hoa anh đào bởi vì nãy mình phải thực hiện cái việc cắt gọt thôi. Nhưng mà khi mà mình lột cái áo mưa ra rồi thì cũng chẳng còn dính gì hết, khá là tiện lợi. Khoan đã, cần phải cất cái này đi, nguy hiểm lắm. Mình sẽ để chỗ này, hy vọng là lát nữa thật sự có học sinh đi vào đây thấy nhiều quá, nhặt giùm. Rồi, tạm thời thì bỏ qua cái này đi, chúng ta sẽ đi chết những cái khác nữa nha. Cái gậy này cũng cất ở đây luôn. Tiếp đó là mình sẽ đi đến chỗ của bọn đầu gấu để mà lấy cái cây... Mình không biết gọi cái cây đó là cây gì nữa. Đó bây giờ thôi, tóm lại là mình sẽ lấy cái cây đó cho các bạn xem luôn. Bằng cách là chúng ta khoan để cười một phát đã. Cười phát. Không biết là có dụ được thanh niên kia vào luôn không. Đây, cái cây sau lưng thanh niên này đây. Mình rất là cần cái cây này. Đưa đây. Khoan, búp sức mạnh lên phát đó. Mình có các bạn đi búp mà. Để gõ đầu nó cho vượt các bạn ơi. Để đẩy cái gì? Trời, các bạn nhìn cái tay của nó kìa. Bốc. Bộp. Gõ hai cái thôi là xong rồi. Ok, mình đã có cái cây này rồi. Rot 3. Mình có thể sử dụng cái cây Rot 3 này để làm rất là nhiều thứ. Và mình không hy vọng là xuất hiện cái đứa nào đó phát hiện ra mình đang cầm cái cây này nha. Này, thẳng tị đi ngang qua đây thì chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ mới của Yadere... không, dịch vụ mới của InfoChan. Nhầm. Ở trong cái dịch vụ này chúng ta có thể sử dụng cái banap mới này để mà đánh lạc hướng của người khác. Đâu? Mình mua cái này để phòng hờ thôi. Đây rồi. Chúng ta phải cầm mới sử dụng được rồi, chứ mình không thể trang bị vào à. Khoan. Trước hết là mình để cái này ở đây đi, bởi vì mình cần phải mang cái cây này đi thật nhanh. Ôi, đã đứa nào đi ra không chịu đóng cửa lại vậy? Nó bắt mình phải đóng lại. Ok. Ui! No. Đông thế! Cú thích chưa? Nhanh. Rồi, mở cái đó ra. Làm cho mình chưa kịp giải thích cho các bạn tại sao mình lại mở cái đó ra luôn mấy thằng này. Cái thằng làm vườn này lát nữa không, cái thằng nấu ăn đó lát nữa mình sẽ xử nó sao. Mình bị ám ảnh về làm vườn quá nhiều.
Đấy thì ở đây nó có một cái ống cống mới vừa cập nhật vào, và mình có thể sử dụng cái thanh crossbar kia này để mở cái nắp cống này lên. À, bây giờ thì như thế nào đây? À, được rồi, được rồi, được rồi. Cái thang bên nãy làm cho mình hết cả hồn đây. Mình sẽ sử dụng thang này để và cho các bạn xem là rốt cuộc nó có cái công dụng như thế nào. Khá là mượt. Đấy, nâng sức mạnh lên thì chúng ta có thể nhấc cái thằng này rất là nhanh. Rồi, không ai đúng không? Đây, đến đây. Đây, và chúng ta có thể vứt thằng này. Trôi khá là lẹ. Trôi quá nhanh luôn. À, như thế là mình lại muốn thử cho một ai đó vào rồi. À, rồi, đây, chúng ta có một cái mái tóc mới của... Đây, các bạn ơi. Haruka đã có mái tóc mới rồi. Đó. Mình không biết tới, tại vì dạo gần đây á, nói chung là không có nhiều sự chú ý về Haruka nữa rồi. Thành ra là... mình không biết là Haruka đã thay đổi kiểu tóc chưa. Mình là tiếp người không bao giờ nhận ra người khác đã cắt tóc hết. Vậy cái con kia làm cái trò hề gì đó. Khá là đáng sợ thì kệ chứ, cái đây là của tôi mà. Nhìn cái gì? À khoan, sẵn tiện sử dụng cái này luôn. Để xem là chúng ta có thu hút được sự chú ý không. Ủa? À. Cái gì vậy? Tụi nó nhìn mình như đúng rồi vậy các bạn ơi. Ê. À, ra là vậy à. Nhưng mà nếu mà nó phát hiện ra mình đã ném cái đó thì mình sẽ bị gọi là trừ đi cái reputation các bạn ơi. Ra là vậy. Nhưng mà thấy cái này. Ủa sao đá? Why Osana ở đây? Ai đã? Mình có thể làm gì được Osana không? Mình đang ở sau lưng Raibaru nhưng mà mình không chắc là liệu mình có đủ sức mạnh không? À đông người quá, đông người quá, đông người quá. À nhưng mà hiện tại đang trong event rồi cho nên là chắc là không làm được gì đâu. Thử thử phát nhé các bạn. Oh, không được rồi. Không làm gì được Raibaru cả. Raibaru mạnh quá. Gãy quéo cánh tay rồi. Vâng, vừa rồi chính là những cái cập nhật mới và những cái sửa lỗi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần cuối cùng của video trong ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu cái phần cuối cùng này thì mình có một cái sự thật muốn nói với các bạn. À, mình không biết là có bạn nào thắc mắc hay không, nhưng mà từ tập 46 mình lại nhảy đến tập 48 luôn. Rồi hiện tại là tập 50 đúng không nào? Thì không biết là có bạn nào mà để ý cái việc mà tập 47 bị mất tiêu hay không. Thì thật ra là tập 47 mình đã làm từ trước rồi, trước khi mà xuất hiện phiên bản mới. À, nhưng mà mình sẽ dời cái tập 47 ra sau để mà đưa phiên bản mới lên trước nha. À, cho bạn nào thắc mắc thì mình trả lời thôi. À, rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào phần cuối cùng trong ngày hôm nay đây. À, đó chính là cái bản Easter Egg này. Trong đây xuất hiện một cái ẩn các bạn ơi. Và chúng ta sẽ không thể nào thấy được nó nếu mà chúng ta không bấm nút F12. Ở đây thì chúng ta chỉ thấy F11 thôi đúng không nào? Là cái mà kỳ trước mình làm biến thành bịch rác ấy. Đó, lần đây mình sẽ thử bấm vào F12 xem là có cái gì bất ngờ đợi chúng ta chứ. Wow. Mình không ngờ là Danh Redep lại tung ra một cái quả to đến như vậy. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ thấy. À, chung gia đây là Superlator lại xuất hiện một nhân vật mà nó lại điện nước đầy đủ như vậy. Rồi, à, mình không biết là nhân vật này trong chỗ nào đó, nhưng mà to như thế này là rất là đáng để mà chúng ta bấm một like rồi đấy. Wow, khi mà đi còn tạo ra những cái hiệu ứng mà làm cho con mắt của mình phải bị đảo theo nữa. Rồi, thôi chúng ta sẽ kiểm tra qua khả năng của nhân vật này nhá. Wow, móng tay rất là dài các bạn. Mấy nhân vật này lấy cảm hứng từ đâu nữa? Một ma nữ móng tay dài. Nhưng mà nếu mà chúng ta lo tập trung vào cái phần ở phía trước
của dương vật này thì chúng ta sẽ không để ý và bị cái móng tay này gọi là thổi bay đầu mất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái móng tay này luôn, sử dụng chức năng của nhân vật này luôn. À, trong kia thì có kha khá học sinh đây. À, mình vẫn chưa quên được cái việc mà bà cô để làm với mình. Wow wow wow, ghê quá. Một phát bột gọi là không còn một bảnh nào luôn. Cái thằng mà hồi nãy làm cho mình hết hồn đây. Tạm biệt nhé. Rất là mạnh các bạn ơi. Không chỉ mạnh về ngoại hình mà khả năng cũng rất là mạnh luôn. Wow. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hiện nha. Ây, nhưng mà khoan đã, tại sao trên người không dính một cánh hoa này vậy? Hết thì quá siêu rồi còn gì. Wow. Mình có thể gọi là hành sự mà không bị dính bất kỳ một cái vết nhơ nào trên người luôn, tuyệt quá. Wow. Ngay cả bà cô trong phòng y tế cũng không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của nhân vật này. À, rồi bây giờ thì đúng rồi, còn một cái mới nữa mình quên mất. Bây giờ mình sẽ ra cho các bạn xem luôn là chỗ này. Chỗ này có một cái mới, một thanh vũ khí mới các bạn ơi. Đây là thanh kim loại cũ. Ê, tụi kia tính gì? Hả? Quay một phát. Một phát năm đứa luôn. Benta kill. Quay quay quay, mạnh thế, phạm vi tấn công cũng xa nữa. Ngoài sát thương lần này quá mạnh các bạn. Nhân vật lần này có sát thương quá mạnh đi. Rồi đúng rồi đúng rồi, quên mất. Mình cần phải đi tìm Osada và Raibaru. Hồi nãy Raibaru đã gọi là bẻ gãy cánh tay của mình. Mình chưa thể nào tha thứ được cho Raibaru đâu. Ở đâu ấy nhỉ? Raibaru ơi, Raibaru. À, không có ở đây à. Chắc chắn là ở ngoài sân vườn rồi. Đợi đó nha. Đây rồi các bạn ơi. Ôi, nhìn từ góc nhìn này thì các bạn sẽ thấy cái gì đó rất là đạo. Thôi không đụng đến vấn đề này nữa. Mặc dù rất xinh nhưng rất tiếc các bạn, mình không thể tha thứ được. Tiếp tục hành sự nào. Nhưng mà hồi nãy mình cào rất là nhiều mà chẳng có ai phát hiện ra điều gì cả. Không ai cảnh giác là sao? Ê, sao thanh niên kia đứng như chè chồng vậy? Tựa hồ như không có gì xảy ra. Có đứa đã tìm thấy dưới sàn có hoa anh đào rồi. Hỏi học sinh cũng tạm biệt luôn. Cũng có người chú ý đến. Nhưng mà nếu mà nằm ở trong phạm vi tấn công thì chắc là không chú ý được rồi. Bye bye. Rồi. Mình không biết là trong bản X đó thì nó còn có cái lệnh ở nào nữa không. Nhưng mà thôi, chắc là lần này mình chỉ thử đến đây thôi. Video này sẽ kết thúc ở đây với các bạn. Trong video tiếp theo mình sẽ tiếp tục làm về phiên bản mới và những cái phá lỗi. Nếu mà các bạn thấy thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới. Đừng quên lấy một cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.